trân trọng giới thiệu cuốn nhật ký với tựa đề Đường về, nhật ký của sĩ quan đặc công phạm thiết kế, siêu tầm và giới thiệu Trần Bình Tám, nhà xuất bản Thanh Niên, năm xuất bản 2007. Phần thứ 2, ngày 1 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ 12 km. Đường hôm nay đi vừa gần vừa dễ nên đoàn mình xuất phát lúc 9 giờ 30 và đến chạm lúc 14 giờ 30 nếu không qua cái cầu treo thì đến khoảng 12 giờ 30 thôi. Người mình vẫn khỏe, chân và vai tốt, hôm nay chứng kiến một vụ binh sĩ từ chối nhiệm vụ. Một chiến sĩ thuộc đoàn đồng chí Mão kiên quyết không đi nữa, vì lý do gì không rõ, nhưng có thể nói rằng công tác giáo dục có chỗ chưa hay, ví như bắt phạt đào hầm, giao cho dân quân trói, xỉ và tất cả những điều đó là không đúng. Lúc này người chiến sĩ cần có những lời động viên an ủi, tâm sự một cách hết sức tràn hòa thông cảm thật sự. Khi đi ngang chỗ mình cậu ta nói, có bắn thì bắn. Đấy là một thái độ phản ứng cao độ của người chiến sĩ đối với cấp trên. Ngày 2 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ 25 km. Đi ở xứ núi rừng này thì cái sự bất ngờ là chẳng thiếu chi. Theo kế hoạch 1 giờ sáng nay đoàn mình xuất quân, mới đi được hơn 1 km đã gặp suối không đi được, mà mới chiều hôm qua suối này nước chỉ đến đầu gối thế mà bây giờ đã ngập đầu rồi. Cuối cùng chúng mình phải quay lại trạm. Trời tối, đường trơn lại mưa nên loay hoay chẳng biết thế nào, về đến trạm đã gần 3 giờ. Định bắt cầu nhưng đến sáng nước lại xuống nên chúng mình lại tiếp tục ra đi vào lúc 9 giờ 15. Đường xá thật là nguy hiểm, toàn đá tay mèo, có chỗ chúng mình phải đi bốn chân đấy, non bộ đội đi mà mình vừa buồn cười vừa thương hải pha lẫn tự hào nữa. Không tự hào sao được chứ, có thể nói những chiến sĩ cán bộ quân đội nhân dân chân đồng vai sắt mới đặt những bước chân tự hào đến nơi đây. Những bước chân quyết thắng để bắt sông phải nhường bước, núi phải cúi đầu. Đến hôm nay ta có thể nói rằng chân ta đã dẻo vai ta đã bền, ý chí ta càng cứng rắn hơn. Johnson và bè lũ tay sai hiểu làm sao nổi cái sức mạnh tiềm tàng rời non lấp biển này. Chính vì chúng không hiểu nổi điều đó nên chúng đã thua và nhất định sẽ thua hoàn toàn. Ngày 4 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ 16 km. Hôm nay phải vượt qua hơn 10 km đường ô tô con đường chiến lược nối liền miền Nam, đoàn mình phải đi qua hai khu vực địch thường xuyên đánh phá. Xuất phát từ 4 giờ, chúng mình đi hầu như chạy, bắt đầu vượt trường Sơn sang Lào đây, đi suốt đêm mà thấy toàn dốc thôi, thiệt mệt bở hơi tai, thế mà thỉnh thoảng gặp các cô ba sẵn sàng, các tướng nhà ta cũng nhộn không kém, không khí vui tươi phấn khởi vẫn bao trùm đoàn quân. Cậu phim thật là lạc quan, lúc nào cũng cười đùa ca hát được. Tuổi trẻ được đảng giáo dục thật là quý con đường vào trạm không đầy một km mà đi khổ hết chỗ nói, phải giờ từng bước một, lại xuống dốc nữa nên đi mất gần một tiếng đồng hồ. Ông Thuận đi trước lại cứ dục mình đâm bực thêm, ông ta có cái đèn pin đi gì không dễ, ông ta nào thấy anh em đi sau. Người chỉ huy mà không thấy hết khó khăn của anh em thì làm sao chỉ huy được. Ngày 6 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ 18 km. Đoàn mình lại tiếp tục lên đường. Đường hôm nay toàn leo dốc thôi, dốc lên mà chẳng thấy xuống, vượt ngang trường sơn sang nước bạn mà. ôi, nhiều chỗ sao đẹp lý tưởng thế không biết nữa. đã từng tảng như lâu đài, cây cổ thụ xòe tán xum xuê rợp mát. nhìn chung quanh rừng núi chập trùng. thật đúng là ba dốc bốn thang, leo từ chân lên đỉnh mình phải nghỉ ba lần. nhìn chung cán bộ nhà ta đều phờ dâu cả. hôm nay đội hai phải khiêng cậu cận rồi, thật là khổ. một người ngã là mất mười người phục dịch hôm nay bạn chỉ huy đoàn quyết định gửi lại trạm cho dù cậu ta tha thiết xin đi. Để nó nằm lại nghĩ cũng thương, ngày nào mới đi theo được. Ngày 7 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ 17 km. Đoàn mình tiếp tục vượt Trường Sơn, hôm nay không leo dốc mà lại lội suối, cũng may nước cạn lội suối mới gần chứ không thì cũng chết. Leo núi cảnh đã đẹp, lội suối nhiều cảnh cũng đẹp chẳng kém. Nước từ trên cao tung xuống trắng xóa như bộ dâu bạc của ông già khổng lồ đang cười rung rung vậy. Lội qua lội lại không biết bao nhiêu lần nhưng cũng chỉ một con suối đó thôi. Ngày 8 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ 15 km. Tiếp tục vượt Trường Sơn, đây là chặng cuối cùng của mảnh đất xã hội chủ nghĩa đây. Xin tạm biệt đất Bắc thân yêu, mảnh đất anh hùng của nước Việt Nam anh hùng. Mảnh đất đã bắn tan xác 2.380 máy bay giặc Mỹ. Miền Bắc là niềm tin là hy vọng của cả dân tộc ngày mai ta sẽ đặt bước chân lên đất nước bạn lào chiến đấu ta xin chào miền bắc anh hùng nhé cho ta nhắn lời chào tạm biệt kim dung thân yêu và hồng sơn quý mến nhé hẹn ngày thống nhất ta sẽ bắt tay miền bắc mình đi qua nghĩa trang giữa trường sơn bao la này cái nghĩa trang tuy không có thành có cổng nhưng là một nghĩa trang với đầy đủ ý nghĩa của nó trần thị biển phạm thị kim hoa đặng văn ngân những tên tuổi đã gắn liền với những chiến công trên con đường giải phóng quang vinh này họ từ khắp nơi trong đất nước theo tiếng gọi của đảng sung phong đến đây, nơi trường sơn xa lạ này, đem sức lực của lứa tuổi thanh xuân để mở con đường vượt trường sơn giải phóng miền Nam và họ đã không tiếc máu xương để hoàn thành con đường vĩ đại này. Họ đều ở lứa tuổi 19, đôi mươi phơi phới. Họ đã hiến tất cả cuộc đời tươi trẻ cho tổ quốc, để thế hệ thanh niên mai sau được hạnh phúc tươi vui. Thanh niên Việt Nam đừng bao giờ quên họ, ta kính cần ngả mũ chào vĩnh biệt. Ngày 10 tháng 10 năm 1967 tiếp tục hành quân bộ 20 km. Tiếp tục vượt Trường Sơn, hôm nay đi trên đất Lào đây, sáng nay khổ chi là khổ, nằm suốt đêm trời mưa tầm tã, mưa hắt vào ướt cả ba lô, đã thế đến lúc chuẩn bị đi lại bị sập giàn ba lô, gạo, súng, cơm nước rơi xuống bùn tất, cũng đành để vậy mà mang chứ còn cách nào hơn được. Đến lúc đi lệnh lộc chẳng rõ ràng, chẳng là ông Thuận đi đầu, đáng nhẽ khi đánh thức phải cho liên lạc báo các đội và khi đi cũng vậy. Đằng này Mạnh Ai nấy đi nên rốt cuộc đội 2 vẫn chưa nhúc nhích mà đội 1 đã đi gần 1 giờ rồi. Đi 3 tiếng đồng hồ đêm mới được có 4 km. Đến khi ra đường lại đi lạc, mà đi lạc trong khu vực tọa độ mới nguy hiểm chứ, cũng may mà mới lạc độ hơn 1 km. Ngày 11 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ 25 km. Hôm nay trời không mưa nhưng đường Trường Sơn vẫn lầy lội tệ, ai bảo đỉnh núi mà không lầy, lầy quá đến nỗi mình phải cởi dép để đi chân đất thế mà cũng vô ích đến hai lần. Hôm nay đi đường dài mệt quá, mình đi trên đất tỉnh khăm muộn đây, phải nói rằng mấy đồng chí nữ bộ đội trong đoàn hành quân cùng đi vào với mình họ đi khá khỏe, leo dốc cán bộ nhà ta phở dâu thế mà họ còn hò được cơ mà. Nhìn họ đi cũng thương thật, lưng cúi xuống giữ cái ba lô nặng kéo ngửa về sau ngực ưỡn ra đằng trước. Ngày 12 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ 18 km. Hôm nay đi cái dốc 8 thang thật đáng đồng xu bát gạo, chỉ cần trượt chân là lăn xuống vực có thể đi đời như chơi, lại đi lúc trời chưa sáng nữa mới khổ chứ. Ở đây có thác nước đẹp quá, nước từ lưng chừng núi đổ xuống ầm ầm trắng xóa. Lại qua cái cầu treo khá dài khá cao, cầu treo tức là cầu bắc từ đỉnh núi này qua đỉnh núi khác bằng những sợi dây cáp to, đi trên cầu như đi trên võng vậy. Nếu ai yếu bóng vía thì chắc chắn là không dám đi. Ngày 13 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ 18 km hôm nay tụi mình tiếp tục đi trên đất nước triệu voi của ba ông Hoàng Lào đây. Trời không mưa nên có dễ đi hơn. Tối nay máy bay tụi Mỹ liệng suốt đêm và thả pháo sáng khá gần, thế mà cán bộ nhà ta nhắc rát cổ vẫn chưa chấp hành tốt. Khói, lửa, tệ hơn có cậu còn ỉa dưới suối nữa cơ chứ. Ngày 14 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ 12 km. Tiếp tục đi trên đất triệu voi, hôm nay đường không có dốc lại không mưa nên đoàn mình đến nơi khá sớm mới 10 giờ 30 đoàn phải dừng nghỉ lại ở một khu rừng mới vì bãi cũ. Của trạm vừa bị lộ, địch vừa mới đánh xong, ngày 16 tháng 10 năm 1967. Tiếp tục hành quân bộ 15 km, tiếp tục đi trên đất Ba Ông Hoàng Lào. Ở đây máy bay Mỹ hoạt động suốt ngày đêm, chúng bắn lung tung nhưng chủ yếu là đường tuyến. Kể ra tuổi Mỹ cũng lắm bom đạn thật nhưng núi rừng Trường Sơn bao la thế này thì thách đến bố ông Johnson cũng không làm gì được nữa là ông Johnson trời vẫn mưa nên đường chân tệ, nhiều cậu vô ích. Cậu phim lúc qua suối ngã khá đau nhưng nó vẫn cố gắng. Chiều qua cán bộ nhà ta được bữa thịt trâu no nê, lại được chạm bổ sung cho 10 cân đường và 10 hộp sữa, thế là cậu nào cũng khen chạm tốt. Đi trên nước bạn Lào này chính sách dân tộc cũng khá quan trọng. Của người ta ngoài vườn đầy dãy tưởng như của vô chủ nhưng chớ có đụng đến. Anh mà đụng đến một của đu đủ lập tức người ta bắt đền 5kg gạo ngay, mà họ bắt đền bao nhiêu cũng phải trả cơ. Chớ thấy cái nhà rột nát siêu vẹo mà phá, họ sẽ bảo là anh làm con ma chạy mất, thế là to chuyện ngay đấy. Ngay một chỗ ngồi cũng phải chú ý, một khúc gỗ bên đường nhưng coi chừng là nơi thờ con ma của người ta đấy, chớ đụng đến. Giữ bí mật trên đường hành quân mà nhất là ở bãi trú quân là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với bộ đội đi trên đường. Anh đảm bảo tốt nhất là lửa và khói thì có tài thánh kẻ địch cũng không làm gì được. Thế mà nhắc mãi cán bộ nhà ta vẫn chưa thực hiện tốt, hôm nay mới đến mấy tướng đã nhào xuống sông tắm giặt rồi, trong số đó lại có cả cậu chí chính trị viên phó đội một nữa mới tệ chứ. Hôm nay đi trên đất huyện Sê-phôn tỉnh Savanakhet, Trung Lào. Ngày 17 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ 18 km. Tiếp tục đi trên đất Ba Ông Hoàng Lào, hôm nay trời không mưa đường lại hết sốc nên dễ đi tệ, hành quân mà cứ đi như thế này thì sướng quá. Trên đường đi thỉnh thoảng vẫn gặp dân Lào, ở đây là người Lào thương thôi, người Lào con gái non cũng xinh đấy chứ. Tiếp theo trung đội nữ dân quân hậu lộc bắn rơi máy bay phản lực Mỹ, hôm nay đài lại báo tin trung đội lão dân quân Hoàng Hóa, Thanh Hóa bắn rơi phản lực Mỹ nữa. Thật là Thanh Hóa anh hùng của dân tộc anh hùng, mình cũng tự hào với quê hương kết nghĩa chứ. Ngày 18 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ 15 km. Hôm nay trời không mưa nên đi tương đối dễ chịu, tụi mình đến trạm chưa đầy 11 giờ. Nếu cứ hành quân như thế này thì cũng dễ sống đây. Ngày 20 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ 15 km. Hôm nay tiếp tục đi trên đất Lào, đường tương đối dễ đi, sức khỏe mình so chung với trong đoàn thì cũng thuộc loại khá, còn so với trước đây thì yếu đi một phần. Hôm nay leo lên dốc thấy mệt tệ, hai chân mỏi như, mồm mũi tranh nhau thở. Nhưng dẫu sao thiết kế này cũng đến chiến trường. Ngày 21 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ 18 km. Hôm nay đoàn mình vượt sông Sê Bên Thiên, con sông nối liền với sông Bến Hải giới tuyến tạm thời mà đáng lẽ 1956 đã xóa rồi, thế mà đế quốc Mỹ, con cáo già ấy đã trà đạp thô bạo lên hiệp định Geneva và con sống Bến Hải thành nỗi đau đớn của dân tộc Việt Nam hơn 13 năm nay. Lần này đoàn mình vượt sông Bến Hải không phải là lần đầu, đã có biết bao đồng chí của mình đã vượt con sông thầm lặng nhưng đau thương này về giải phóng quê hương để cho dòng sông này êm đềm soi bóng hai miền Nam Bắc. Xin chào sông Bến Hải thân yêu, hẹn gặp lại ngày thống nhất. Ngày 23 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 15 km. Hôm nay vượt đường chín chạy từ Đông Hà sang Lào, con đường huyết mạch, con đường mà thời gian qua đã làm cho kẻ địch khiếp vía kinh hồn với những chiến công lẫy lừng của quân dân Quảng Trị ở Cồn Tiên, Dốc Miếu khe xanh, đường chín là quốc lộ, cũng giải nhựa, nhưng ở trạng này, trạng mà đoàn mình vượt qua hôm nay, đường xá lau lách mọc um tùm, mặt đường rách nát, vì lâu ngày xe cộ không đi lại. Trước đây địch còn khống chế nhưng sau ta giải phóng và làm chủ đoạn này. Ở đây vết tích tàn phá của kẻ địch hãy còn mới, hố bom vừa đào lên. Kẻ địch tìm mọi cách ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc nhưng đoàn quân giải phóng vẫn đêm ngày rầm rập vượt qua nơi đây vào với miền Nam ruột thịt. Nhưng không có kẻ thù nào, không có bom đạn nào ngăn được chúng ta, vì miền Nam là máu của máu Việt Nam, là xương của xương Việt Nam, Bắc Nam là một. Ngày 24 tháng 10 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Lào 15 km. Tình hình địch, biệt kích hoạt động trên chặng đường này tương đối căng, nghe trước đây chúng cho cả trực thăng đổ bộ chặn đường, giải mìn zip. Nhưng cũng là trộm lén thôi, hôm nay leo cái dốc tương đối thiệt, hơn một tiếng đồng. Lên cho hết dốc, xuống cho hết dốc cũng vừa đến chạm ngày 25 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 12 km. Hôm nay cậu thư quân y sĩ lại bị đau chân, thật tai hại, để cậu ta ở lại thì nếu có việc gì không ai giải quyết mà nếu khiêng cậu ta đi thì thật vất vả, hiện nay thì cậu ta vẫn cố gắng theo, anh em mang hộ đồ đạc cho. Tình cờ mình gặp anh Sử và cậu thiên tử Quế Sơn ra, anh ta mới đưa quân vào tháng 6 năm 1967 thôi, anh ta vẫn khỏe, đi ra ông nào cũng mang hai ba chiếc dù đèn. Mình xin được một ít hạt tiêu. Ngày 26 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 15 km. Hôm nay đi đường tương đối bằng. Mình gặp anh trọng chính trị viên c hai năm 1959 anh ta trên đường đi ra. Cậu thư bệnh tình càng nặng thêm mới gai chứ. Còn mình ăn vẫn khỏe như thường. Ngày 27 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 15 km hôm nay tiếp tục đi trên đất ba ông hoàng lào đường kẻ ra cũng tương đối dễ đi mình gặp hà tây trên đường đi ra thấy người ta ra lòng mình dạo dực bâng khuâng nhớ nhung khó tả nhớ kim dung quý mến và hồng sơn thân yêu mỗi bước ta ra đi là mỗi bước nhích gần miền nam ruột thịt thành đồng tổ quốc là mỗi bước xa miền bắc xã hội chủ nghĩa xa thủ đô trái tim của tổ quốc nơi có kim dung và hồng sơn thân thiết ta biết rằng ta ra đi là vì nghĩa lớn Tình cảm vợ con luôn nhắc nhở ta hãy mạnh bước tiến lên đừng bao giờ làm điều gì hèn lớn. Ta tin tưởng ở ta, ở Kim Dung và Hồng Sơn nữa. Rất vui mừng khi nghe đài báo tin bốn ngày qua Hà Nội thắng to, bắn rơi ba mươi máy bay Mỹ. Ta mừng Hà Nội anh hùng đánh giỏi thắng to, bên cạnh vui mừng cũng có cái lo lắng, ta lo cho tính mệnh của Kim Dung và Hồng Sơn. Ngày 28 tháng 10 năm 1967 tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 13 km hôm nay mình đi đến trạm 36, nơi đây sẽ tách là hai đường, đi Bắc Âu và đi Hải Yến. Đến đây mà các đoàn đã ốm kha khá, đoàn A để lại 3 người, đoàn Anh Quốc tính cả anh là 12 người. Cái chứng sốt rét đã đánh ngã anh ta, mới mấy hôm trước đây trông anh ta còn khỏe thế mà giờ đã ngã rồi. Chớ có chủ quan với căn bệnh quỷ quái này, thiết kế ơi đừng để nó vật cậu đấy nhé. Ngày 30 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 18 km hôm nay đoàn mình tiếp tục lên đường vào Hải Yến. Sức khỏe anh em trong đoàn có phần giảm sút nhưng vẫn cố theo được. Riêng cậu như lại lên nhọt ở bắp chân, nếu không củng cố thì cậu ta đã nằm lại ở trạm 36 rồi. Hôm nay đi mất 7 giờ, mình mệt quá, mình mà chê cơm thì thật là lạ. Ngày 31 tháng 10 năm 1967, tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 12 km. Hôm nay đi gần nên cũng tương đối khỏe, thế nhưng sức khỏe trong đoàn lại giảm sút rõ rệt. Đội số 2 số sốt xét đã đến 4 đồng chí, trong số này cậu soi tư tưởng có vẻ yếu hơn. Ở đây là cán bộ, lấy tinh thần tự giác là chính. Nhưng cũng đề phòng tư tưởng hoang mang lo lắng khi thấy luận điều tuyên truyền tâm lý của địch về sốt xét ác tính. Ngày 1 tháng 11 năm 1967, tiếp tục hành quân trên đất Lào 20 km. Hôm nay đi thiệt là mệt hết chỗ nói, đường đi toàn là dốc thôi, lên dốc rồi lại xuống dốc, rồi lại lên dốc, cái điệp khúc ấy cứ được lặp đi, lặp lại nhiều lần và càng lặp bao nhiêu lần thì cán bộ nhà ta càng phờ dâu ra chừng ấy, cậu tàu quản lý cũng đã ngã rồi, cái trứng sốt xét lại vận ngã cậu ta, thật là gay gâu. Hôm nay đường vừa dốc lại vừa xa, ngày 2 tháng 11 năm 1967. Tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 18 km. Đường hôm nay vẫn dốc nhiều, người mình khá mệt nhưng mình vẫn cố gắng. Chiều nay đến trạm 33 lúc 11 giờ mình vật ra sốt một trận lên bờ xuống ruộng trên 39 độ. Đoàn phải gửi lại ở đây hai cậu soi và cống rồi. Còn mình thì sao đây hỡi chính trị viên phó đoàn thiết kế. Gục ở đây, không thể nào lại như thế. Nằm lại đây rồi đi sau ư. Ừ, bệnh tật đã đặt ta trong tình huống thế này ư. Ừ, không, và nhất định không thể như thế được. Tự nhiên trong lúc này, trong lúc con bệnh đang hoành hành cơ thể một cách quyết liệt thì mình nghĩ đến anh trỗi. Ừ, anh chối chân đau vẫn bước đi hiên ngang trước mũi súng thù, lẽ nào ta lại không bước hiên ngang trước con bệnh gian khổ này ư? Miền Nam đang chờ ta, bất kỳ như thế nào ngày mai cũng phải đi. Mình ngồi dậy uống hai viên apizin, năm viên polyvitamin và hai viên tăng lực uống liên tiếp. Phải đẩy lùi con bệnh, cán bộ anh em thăm hỏi lo lắng cho mình, cho người anh người đồng chí của họ. Cái tình cảm đồng đội thiêng liêng biết chừng nào, cậu tạo lấy một khúc củ mài hấp cơm và hai thìa đường trộn sữa cho mình ăn được nóng kể ra lúc khỏe ăn thế này thì ngon biết mấy, thế mà hôm nay cái miệng nó lại chê mới tệ chứ. Đến khi ăn cơm mặc dù mình đã xác định là ăn thật nhiều để lấy sức. Anh em trong phân đội đã tích cực nấu một song củ mài thật là ngon nhưng mình cố gắng hết sức cũng chỉ ăn được lưng bát thôi, cũng không tài nào cố hơn được. Miệng đắng ngắt, mồm không muốn nhai, dù sao ngày mai tao cũng đi, ngày 4 tháng 11 năm 1967, tiếp tục hành quân trên đất Lào 15 km. Sáng nay cố gắng ăn được vài bát cơm nóng, gào anh em mang hộ mình nên mình mang cũng vừa phải. Sức hãy còn mệt nhưng rất mừng là không sốt nữa. Dọc đường mình ăn liên miên, nào tăng lực, nào đường sữa. Và mình đã theo kịp anh em, ngày 5 tháng 11 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Lào 21 km. Mình cứ tưởng là con bệnh sốt rét đã bị đánh lui ngờ đâu đêm qua nó lại vật mình một keo kịch liệt. Sáng nay mình chỉ huy đoàn hành quân, đang đi giờ thứ hai lúc 7 giờ 30 thì nó lại đến vật lộn với mình. Miệng đắng như bồ hòn, đầu nặng như đeo đá, mắt nổ đom đóm, chân tay mỏi rụng rời, đường đi lại vừa xa vừa lắm dốc. Có thể nói rằng lúc đó trong người mình chỉ còn được cái chất đảng viên cộng sản nhắc nhở động viên mình nữa thôi. Nhiều lần mình định gọi cậu ánh lên thay để mình đi sau, nhưng tư tưởng lại bảo hãy còn cố gắng được. Cơm nước đường sữa gì đều thấy ngao ngán hết, đến nơi mệt không còn nói được nữa, mình nằm liệt nhiệt độ trong người lên đến 40 độ 3, cậu tảo pha sữa mà cố gắng lắm mới làm được mấy ngụm. Hôm nay nó tiêm cho mình 3 mũi thuốc, dù sao ngày mai ta cũng đi, kể như ở nhà thì Kim Dung cũng đã săn sóc mệt rồi. Ngày 6 tháng 11 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Lào 15 km. Hôm nay đỡ không sốt nữa nhưng người còn khá mệt, đầu vẫn đau. Nhưng được cái đường tương đối ít dốc, chỉ có hai cái kha khá thôi. Đồ đạc được anh em mang hộ cho một ít nên mình cũng không đến nỗi vất vả lắm. Ngày 7 tháng 11 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Lào 15 km. Tưởng hết sốt đã mừng, ngờ đâu tối nay nó lại vận mình một trận nên thân. Vật liên tiếp thế này là thế nào? Mình nằm nghĩ ngợi lung tung, thế nào đây, đi hay ở lại một vài ngày khi khỏe sẽ đi. Ở lại thì cũng chẳng sai trái tội tình gì cơ mà. Nhưng mình lại gạt ngay, không quyết không thể ở lại được phải đi chàng thiết kế ạ à? nhưng rồi tiểu thư gian khổ lại đến ve vãn biện bạch chàng ơi nhưng liệu chàng có cố được mãi không hay chàng càng cố càng kiệt sức bệnh tình càng nặng thêm chi bằng chàng nghỉ lại một vài ngày cho khỏe rồi hãy đi vẫn được cơ mà mới nghe cũng có lý đấy chứ sao hở thiết kế ừ nếu sáng mai tiếp tục vật nữa thì sẽ chịu vậy một giây thoáng qua mình kịp chấn tĩnh ngay không không thể thế được không thể xa đoàn được phải đi nhất quyết đi chỉ khi nào không còn điều khiển được đôi chân nữa mới đành chịu thôi. Đi thiết kế, thế là mình lại chống gậy ra đi với tinh thần phấn chấn. Lại được tiêm trợ lực hai mũi nữa nên đi không đến nỗi vất vả lắm, đường cũng ít dốc. Miệng vẫn đắng ngắt và tư tưởng vẫn lo cho tối nay. Ngày 8 tháng 11 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Lào 15 km. Hôm nay vượt sông nậm bạc của đất Hạ Lào, cậu Thuận lại đột nhiên bị đau dạ dày mới ác chứ, phải đưa đi cấp cứu thôi. Mình hôm qua không sốt nên hôm nay tương đối dễ chịu. Ngày 10 tháng 11 năm 1967 tiếp tục đi trên đất Hạ Lào 16 km. Hôm nay đi nhiều dốc quá, dốc liên tiếp từ lúc đi cho đến lúc đến. Thiệt là lên tận mây xanh rồi lại tụt xuống âm ti. Cũng may là hôm nay mình khỏe cũng không thì cũng bở hơi tai. Thế là cái cơn hoạn nạn của cơ thể đã được vượt qua. Hôm nay ăn cơm đã thấy ngon và đã ăn được nhiều, tuy vậy mình vẫn tiếp tục uống quy nin tích cực ngày 11 tháng 11 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Hạ Lào 20 km. Hôm nay cán bộ nhà ta kể cả mình nữa đều mệt phờ dâu chê cả. Đường vừa dài lại vừa dốc, dốc mẹ dốc con dốc chi là dốc. Lúc đầu còn đếm được cuối cùng thì thở cũng không kịp nữa. Cậu Tào đi qua cơ quan cũ, cơ quan mà trước đây cậu ta hoạt động, định bụng từ trước đến nay và cũng hy vọng là sẽ ghé vào và kiếm được ít thuốc cũng như ít chất tươi. Đến khi đi ngang mình bảo dừng lại vào, cậu ta lại bảo vào chạm rồi sẽ trở ra, cũng tưởng là sắp đến chạm, chừng tiếng hay tiếng rưỡi nữa thôi ai ngờ kéo liền ba tiếng, thế là vỡ mộng. Cậu tàu vỡ vừa mệt văng tục lung tung, mình cũng tức lây. Thôi thế là hết hy vọng, ngày 12 tháng 11 năm 1967, tiếp tục hành quân trên đất Hạ Lào 11 km. Có thể nói rằng đường hành quân hôm nay tương đối tốt, vừa ngắn vừa ít dốc, cũng có hai cái đi vừa đủ ra mồ hôi, thế mà lại chơi một viên tăng lực chứ kể thì cũng chẳng thiệt gì, đâu cũng vào thân cả thôi. Hôm nay đến nơi mới 10 giờ 15 ngày 13 tháng 11 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Hạ Lào 15 km. Đây là chặng quyết liệt nhất trong cung đường năm ngày này đây. Sang ngày mới bước chân ra đi là bắt đầu leo dốc mãi cho đến chạm thì thôi, mà chẳng biết sao dốc đi lên nhiều đến thế. Cái dốc cuối cùng leo mất 2 tiếng đồng hồ, được cái hôm nay tinh thần chuẩn bị kỹ nên cũng không đến nỗi vất vả lắm đứng tận trên đỉnh núi cao vời vợi này phóng tầm mắt nhìn cảnh núi rừng bao la thật là tuyệt đẹp biết bao nhiêu là ngọn núi nhấp nhô dưới làn mây núi mỏng nhẹ dưới ánh nắng phản chiếu nhiều màu sắc rực rỡ xanh thẫm xanh lam xanh tươi xanh tía xanh hồng nhìn ra xa tít tắp chỉ một màu xanh mát dịu chưa nhìn ra mặt biển bao la vậy ôi cảnh thiên nhiên sao mà đẹp đến đây dù có mệt bao nhiêu cũng không thể bỏ qua mà không dừng lại đôi phút để ngưỡng mộ cảnh đẹp hùng vĩ này nếu ta không vượt trường sơn để về quê chiến đấu thì làm gì được ngắm cảnh này trên đường hành quân đoàn mình gặp khá nhiều người lào thương tức là người lào ở miền núi đời sống của họ cũng còn khá gieo neo và lạc hậu phụ nữ chỉ có chiếc váy ngắn cún cỡn trên đầu gối đàn ông còn đóng khố họ toàn làm nương giấy nương giấy của họ khá cao trước đây nghe nói họ cho bộ đội ta đủ thứ như thuốc hút bí chuối bỏng thế mà bây giờ cái gì cũng đổi tất lúc đầu một chiếc áo hai ba chiếc dù bây giờ chỉ một chiếc dù thôi, rốt cuộc cũng do bộ đội mình dạy khôn cho họ. Ngày 14 tháng 11 năm 1967, tiếp tục hành quân trên đất Lào 13 km. Hôm nay đường ít dốc nên đi cũng tương đối, chỉ phải vượt sông nên sang chạm chậm, 17 giờ 30 mới cho sang sông mà, tuy nói 17 giờ 30 nhưng 14 giờ 10 chuyến thứ nhất đã sang. Cũng may hôm nay đoàn, mình sang trước chứ không thì nấu nướng cũng gay gâu, bếp thì ít mà không phải bếp hoàng cầm, đã thế ban đêm chủ yếu là chống lửa, thế mà nhiều phân đội nấu cả ở ngoài, lửa cứ cháy rừng rực mới sợ chứ. Cũng may là không có máy bay, cứ cái kiểu làm ăn này thì có bữa bỏ mạng với nhau. Ngày 19 tháng 11 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Lào 18 km. Hôm nay đi được nửa đường thì bắt đầu nhận thêm 14 ngày rưỡi gạo nữa. Đây cũng là giai đoạn mang nặng nhất từ trước đến nay, nhìn cán bộ nhà ta như ngựa thồ cả đã thế có phân đội lại có người ốm như cậu như, Vinh, bằng thì mới khổ chứ. Ốc mang mình ốc chưa nổi thì nói gì đến mang hộ nữa. Người mình cũng tệ, cái bà sốt rét lại đến giày già mình, cũng may là vừa đến bãi mới sốt, hôm nay sốt 39 độ 7, kề cũng cao đấy, thế nhưng mình vẫn cố ăn, cứ ăn đại vào trong bụng là được. Cũng may là ngày mai nghỉ chứ nếu đi ngay thì cũng khổ đây. Mình rất ngại nằm lại, đành rằng đi sau nhưng đi với đoàn vẫn vui hơn ngày 21 tháng 11 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Lào 18 km. Đêm hôm qua là một đêm đấu tranh quyết liệt giữa hai luồng tư tưởng. Một bên là bệnh tật hoành hành cơ thể ốm yếu, mang vác nặng nề, một bên là quyết tâm đi theo đoàn đến cùng. Lúc chiều cơn sốt lại đến dày vò cơ thể, đến tối tưởng đã đỡ ngờ đâu đến 18 giờ nó lại đến vận mình một trận nên thân, thế là tư tưởng lại bắt đầu đấu tranh quyết liệt, sau đây, đi hay nghỉ lại vài ngày hết sốt rồi đuổi theo đoàn, tiếp tục đi có kiệt sức không đi liệu có mang nổi gạo và ba lô không đi sẽ gây nhiều khó khăn cho anh em không bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong óc ở lại ư ừ, ở lại thì sau này đi buồn lắm liệu đến bao giờ mới đuổi kịp đoàn trong một phút do dự mình giá bảo cậu phúc sang gọi cậu thanh làm giấy để mình ở lại bảo cậu tạo lấy sữa lại để ăn và thế là mọi việc chuẩn bị để ở lại đã đầy đủ tất cả đến khuya thì cơn sốt giảm Sáng nay khi báo thức dậy mọi công tác chuẩn bị đưa mình vào trạm thì mình quyết định tiếp tục đi theo đoàn giữa sự ngạc nhiên, lo lắng, vui mừng lẫn kính phục của anh em mà như cậu lạn đội trưởng đội 2 đã nói, đồng chí kế đã dương cao ngọn cơ hồng của người Cộng sản. Suy nghĩ đến quê hương, đến lời hứa ra đi, đến tình đồng chí mà mình quyết ra đi. Ngày 22 tháng 11 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Lào 15 km. Đây là trạm cuối cùng mà đất xã hội chủ nghĩa chịu trách nhiệm quản lý đài thọ ngày mai sẽ bước sang trạm một của đất giải phóng, mảnh đất quê mẹ anh hùng đã liên tục chiến đấu hơn 20 năm nay. Nằm ở nơi đây đã nghe tiếng súng dậy căm hờn từ quê hương vọng lại thôi thúc bước chân ta, dục xá lòng ta. Đêm qua không sốt nên hôm nay mình đi không đến nỗi vất vả lắm. Cũng chưa biết là cơn sốt đã bị đánh lùi chưa, chỉ biết rằng trong cuộc chiến quyết liệt này ta đã thắng. May quá, hôm nay được ăn một bữa thịt voi đã thèm ngày 23 tháng 11 năm 1967, bước sang đất giải phóng 18 km. Ôi đất mẹ, bước chân ta đi mà lòng ta bao xúc động bồi hồi. Đây là đất công tung chứ chưa phải nơi chôn nhau cắt rốn của ta, nhưng đây là mảnh đất quê hương miền Nam anh hùng, nơi đã sản sinh ra những người con ưu tú của dân tộc, Nguyễn Văn Chối, Trần Văn Đang, Lê Độ, Tả Thị Kiều, Út Tịch, Trần Thị Vân, Đoàn Văn Luyện. Nơi mà mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi bản làng là một chiến lũy, nơi mà bất kỳ kẻ địch nào cũng phải khiếp sợ và kính phục. Hơn 13 năm xa cách, hôm nay ta đặt những bước đầu tiên về quê mẹ làm sao lòng ta không bồi hồi xúc động được, 13 năm qua lòng ta ngày đêm hướng về nơi đây như hoa hướng dương hướng ánh nắng mặt trời. Ta về đây khi cả đất nước rực lửa chiến đấu và dồn dập chiến thắng. Ta sung sướng và tự hào biết bao nhiêu, và giờ phút này đây, giờ phút thiêng liêng trang trọng này, ta hãy tự kiểm nghiệm một cách toàn diện về con người của ta và ta rất tự hào là ta đã xứng đáng là một đứa con của quê mẹ Thành. Đồng tổ quốc, ngày 24 tháng 11 năm 1967, tiếp tục đi trên đất giải phóng 16 km. Theo các đồng chí ở T1 báo cáo thì trong đoạn đường B3 này gồm 19 trạm. Có thể nói rằng từ đầu đến cuối là leo dốc, có dốc leo mất nửa ngày, xuống nửa ngày. Về mặt này cán bộ nhà ta đã nghe phong thanh cả từ khi còn ở đất A rồi. Ngày hôm nay thấy cũng đi được Sức khỏe mình hai hôm nay dần dần được hồi phục, mình thấy mừng mừng nhưng trong phân đội lại thêm cậu Phúc ốm mới khổ chứ. Được cái đồng chí nào cũng cố gắng, ngày 25 tháng 11 năm 1967, tiếp tục đi trên đất giải phóng 17 km. Đoàn mình tiếp tục đi trên đất Công Tum, kể ra đoạn này cũng không dốc lắm, sức khỏe của mình và của phân đội cũng dần dần được hồi phục, cơm mấy bữa nay không thấy thừa mà có phần thiếu nữa là khác. Kể cũng mừng, vào đây Chuyện B-52 ném bom là cơm bữa cũng chẳng có gì ghê gớm như chúng nó rêu rao, miễn là đừng chủ quan và có cái hầm cho tốt là được. Ngày 26 tháng 11 năm 1967, tiếp tục đi trên đất giải phóng 15 km. Hôm nay rời T-3 đi T-4, đường cũng dễ chịu, trong đoàn có cậu Kha và cậu Khơn bị sốt, cậu Kha sốt nặng hơn 40 độ năm. Thế nhưng học tập mình các cậu đều cố gắng đi theo. Đến T-4 mình lại gặp được một cậu đồng hương cùng huyện tuy không cùng làng xóm nhưng sao vẫn thấy thân thiết lạ thường, cái giọng Quảng Nam êm êm dễ mến đi vào lòng mình sao nghe ngọt ngào lạ. Ngày 28 tháng 11 năm 1967, tiếp tục đi trên đất giải phóng 18 km. Đường hôm nay cũng không đến nỗi dốc lắm nhưng cũng đủ để thở, mới mở mắt ra đã leo cái dốc một tiếng, lúc đến chạm leo cái dốc một tiếng nữa. Hôm qua đã gửi cậu Kha và cậu Khơn lại rồi, cậu Cống đã đuổi kịp được đoàn, trong phân đội mình cậu Phúc và Cống vẫn mệt ngày 29 tháng 11 năm 1967, tiếp tục vượt công tu 10 km. Hôm nay đường đi ngắn thôi nhưng sức lực đổ ra khá nhiều. Bắt đầu đi từ lúc 6 giờ 10 cho đến 9 giờ 30 toàn là leo dốc, leo đến phở dâu, không có chặng nào mình đi quá 40 phút cả, mệt thở không được, hai chân mỏi nhừ. Cái dốc mà tiếng đồn vòng khắp Nam Bắc đây, khi nghe cũng tưởng ghê gớm lắm, nào dốc dựng đứng, nào nhiều người bỏ mạng ở đây, bây giờ bước vào cuộc thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Nó chỉ là dài thôi chứ thực ra chưa bằng những cái dốc ở đất Quảng Bình đã đi. Hôm qua đổi một bát gạo, một bát cơm được 5 quả chuối cho cậu Phúc và được một ít bầu, mướp đấu canh, ăn cũng ngon. Ngày 30 tháng 11 năm 1967, tiếp tục vượt công tu 15 km. Hôm nay chỉ toàn xuống dốc thôi chả là bù lại cái hôm qua mà. Xuống dốc thì không mệt bằng leo dốc nhưng cũng mỏi chân ra phết. Người mình hôm nay tương đối khỏe, một cà mèn cơm đầy nếu không dè sẻn thì chén một lần là hết sạch. Kẻ ra ăn được cũng mừng, cậu Phúc vẫn chưa khỏe. Lại một việc tự do xảy ra, cậu Tử, cậu Chí và hai cậu nữa đã tự động đi theo đường xe thổ vượt từ T4 vào T6, không leo dốc công tum. Ngày 1 tháng 12 năm 1967, tiếp tục đi trên đất công tum 14 km. Bữa nay leo có vài cái dốc cũng không cao lắm mà sao mệt tệ, mồm mũi thở như trâu mở cầy. Đến nơi người lại gây sốt, cái bà sốt rét lại muốn đến vật lộn với mình. Mình quyết thắng trong hiệp ba này, mình vẫn cố chén cơm thật nhiều, lại tầm bổ một bát sâm, một viên tăng lực nữa. Hôm nay tiêm quý nên tối nay nghe không sốt nữa. Ngày 2 tháng 12 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Tây Nguyên 15 km. Mới ra đã leo sơ hai cái dốc 40 phút thiệt phở dâu, đến khi đổi trực thì bắt đầu leo hai tiếng dốc nữa, được cái dốc phải chứ không đứng lắm, thế mà sắp đến bãi nó làm sơ 30 phút thiệt mệt hết chỗ thở hình như trở thành quy luật, cái chạm nào cũng vây, đến nơi bao giờ cũng phải leo dốc mới đến bãi ngủ, cũng như ô tô rú ga trước khi dừng vậy. Người hôm nay vẫn mệt, đầu vẫn nhức và nặng. Ngày 3 tháng 12 năm 1967 tiếp tục đi trên đất Tây Nguyên 14 km. Người mình vẫn còn sốt nhưng được cái đường hôm nay tương đối bằng, gạo hết nên mang tương đối nhẹ, vì thế vẫn đi kịp đoàn, chỉ tệ là cái miệng vẫn đắng, ăn chả thấy ngon lành gì cả. Quân y cũng tích cực điều trị cho mình đấy. Ngày 5 tháng 12 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Khmer 12 km. Đường đi hôm nay tương đối bằng, cơn sốt đã bị đẩy lùi thì bà đau bụng lại kéo đến gây khó khăn cho mình từ tối hôm qua đến nay. Đêm hôm qua thật xấu hổ, đi đái thì mình xón cả ra quần, một đêm phải dậy đi 4 lần, uống 12 viên lỏng mà chẳng ăn thua gì, sáng nay cậu thư quân y sĩ đưa hai viên gì như hai con nhộng uống thấy đỡ. Nếu không đau bụng thì hôm nay mình tương đối khỏe đấy. Miệng ăn đã thấy ngon, hôm qua tê chín cấp cho ít mỡ, ít đậu xanh nên cũng dễ ăn. Phải công nhận rằng môn lùng sục cải thiện của cán bộ nhà ta rất khá, nên chuyện ăn canh cua cũng không đến nỗi hiếm lắm, còn rau thì không thiếu thứ rau gì, kể cả thứ không biết tên như rau, chạm cho, nữa. Ngày 6 tháng 12 năm 1967 tiếp tục đi trên đất Khmer 14 km. Ngày 7 tháng 12 năm 1967. Tiếp tục đi trên đất Khơ Me 12 km Ngày 8 tháng 12 năm 1967 Tiếp tục đi trên đất Khơ Me 12 km Phải nói rằng đi trên đất Khơ Me mấy hôm này đường bằng phẳng ghê Cán bộ nhà ta cứ sướng dân thôi Chiều nay mình lại sốt mới tệ chứ Chẳng biết sao mà nó cứ tái đi tái lại hoài Tuy sốt nhưng mình cũng còn đi được Chứ cậu Phúc, cậu Lạn Nom ốm yếu quá Chúng nó có nuốt được cơm đâu Cậu Vương Đào được một gánh củ mài không biết củ mài ở đâu mà to thế. Cậu Vương và cậu Âu chỉ đào bằng dao găm mà mỗi cậu được một gánh, nghe nói chỉ một giây thôi đấy. Ngày 9 tháng 12 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Khmer 12 km. Đường vừa bằng vừa gần nên đi không đến nỗi mệt lắm, rừng Khmer không có những rừng già có những cây cổ thụ to bốn, năm người ôm, mà chỉ có những loại cây nhỏ thấp và mọc cũng thưa thôi. Dân Khmer ở vùng này cách ăn mặc làm lụng của người ta cũng không khác gì người Lào thương cả. Cậu Phúc và cậu Lạn vẫn ốm nặng. Ngày 10 tháng 12 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Khmer 10 km. Đi trên đất Khmer này phải nói là sướng nhất so với toàn bộ giai đoạn hành quân từ trước đến nay. Đường vừa bằng lại vừa gần. Đáng lý đoàn mình nghỉ lại một ngày ở T14 nhưng trên lại quyết định vào T15 mới nghỉ. kẻ ra nghỉ lại ở đây cũng hay, có cậu chạm trưởng người cùng huyện nói chuyện tào lao cũng vui. Tối hôm qua cậu ta cho một nồi khoai lang ăn ngon thiệt, củ khoai lúc này cũng thấy quý thiệt đúng là một miếng khi đói bằng một đòi khi no, ở đây lại gần suối ta tắm giặt nấu nướng tiện. Cậu Lạn, Phong, thiện sốt cao đá phải gửi lại T14 này rồi. Còn cậu Phúc vẫn đang cố gắng đi nhưng chắc cũng chẳng được bao lâu nữa vì cậu ta yếu quá, mấy hôm nay chả ăn được miếng cơm nào cả. Ở cái T15 này vấn đề nước thiệt là khổ, từ bãi ra đến sông lấy nước mất đúng 30 phút, mình và cậu tạo ra khiêng hai đùm ni lông nước khoảng 40 cân thôi mà về đến bãi mồ hôi ướt hết áo thiệt mệt hơn một buổi hành quân nữa. Cậu Phúc thế là không thể cố được nữa rồi, người cậu ta gầy hẳn đi, chỉ còn thấy cái đầu thôi, kẻ ra tụi mình cũng săn sóc hết mức đấy chứ. Càng cố cậu ta càng hết mất sức, đành phải gửi lại bệnh xá T-15 này thôi. Ngày 12 tháng 12 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Khmer 10 km. Đường đi ngắn và tương đối bằng, sức khỏe vẫn tốt, hôm qua chỉ hơi đau bụng ít thôi, nhưng ăn vẫn khỏe. Cậu Phúc hôm qua đã phải gửi lại bệnh xá rồi, thế là phân đội mình chỉ còn 3 đồng chí thôi. Ngày 13 tháng 12 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Khmer 18 km. Đường hôm nay đi xa gấp đôi so với các trạm trước, lại đi ban đêm hết nửa đường, lại qua sông nhưng được cái đường bằng phẳng và gặp trời sáng trăng chứ không cũng ngay. Đi đến bãi 22 giờ, cậu Bách và cậu Bảy phải gửi lại đây rồi. Một vấn đề thời sự nóng hổi trong phân đội mình là vấn đề gạo, hôm lính chúng nó tính mỗi đứa được hai bát, thế mà mấy hôm vừa rồi ăn sắn, củ mài, khoai mà không hôm nào nấu hết hai bát cả. Đùng một cái, hôm nay kiểm kê lại thì sáu đứa mà mỗi ngày chỉ còn 10 bát gạo thôi, như vậy đã thiếu mất hai bát, đang sức ăn nên sáu người ăn năm bát gạo thì thấy thòm thèm lắm. Không ăn được lo đã đành, đằng này ăn được cũng đâm lo mới khổ chứ. Ngày 14 tháng 12 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Khmer 10 km hôm nay tiếp tục đi nhưng được cái đường tương đối gần nên cũng dễ chịu. Ngày 15 tháng 12 năm 1867, tiếp tục đi trên đất Khmer 24 km. Hôm nay đi ngày nhưng đường xa trời nắng nên cũng mệt tệ, đi nửa đường mình lại bị sốt mới tệ chứ, sốt thì sốt mình vẫn cứ đi, chân tay mỏi giá rời, có nửa cái mèn cơm mà ăn đến ba lần mới hết. Ngày 16 tháng 12 năm 1967 tiếp tục đi trên đất Nam Đắk Lắc 20 km kể từ trạm ngủ tối qua A1 là bắt đầu đường dây B2 thuộc Nam Bộ Quản lý. Bước chân đến trạm cái không khí đầm ấm, quyến luyến, vui mừng giữa hậu phương lớn và tiền túy ẩn lớn bộc lộ rõ rệt. Cậu Hùng người vĩnh phú cũng vui tính, tối hôm qua cậu ta lôi mình vào cho ăn một bữa thịt bò toát thiệt đá, chỉ tội hơn mặn một chút thôi, nhưng mà dẫu sao cũng rất tươi. Đường vào A2 hôm nay nắng quá, rừng cây dầu thưa thỉnh thoảng mới có bóng mát nên tương đối mệt, cộng vào đó mình mới bị sốt nữa, cũng may hôm nay đến A2 gặp cậu nhỉ cùng quê, trước đây lại cùng đơn vị với mình, cậu ta rủ mình vào ngủ nói chuyện tào lao và ăn ba bữa cơm ở trạm, cũng rủi là mình vào trạm cũng không cải thiện được gì, thế nhưng nó cũng đã cố gắng lo chạy cho mình ăn uống được chu đáo, cậu ta còn cho mình một bánh xà phòng giặt nữa, cậu ta cứ than vãn về việc không có gì ăn nhậu. Tình đồng chí như vậy kể cũng khá thắm thiết đấy chứ. Ngày 18 tháng 12 năm 1967 Tiếp tục đi trên đất Đắk Lắc 18 km. Đường vẫn tương đối bằng phẳng nhưng hôm nay người mình thấy hơi mệt. Trong người nóng quá hay do tiêm nhiều quinine không biết nữa. Mà cái miệng mình nó loét cả trong lẫn ngoài mép mới khổ chứ. Đến bữa ăn thiệt khổ hết chỗ nói. Khi bỏ vào miệng nhai thì đụng đâu đau đó. Chưa biết nó còn đau đến mấy ngày. Hai hôm nay lại lâm dâm đau bụng nữa. Thiệt sao lần này lắm bệnh hoạn đến thế nữa. Dù có bệnh hoạn gì thì thiết kế này cũng quyết đi đến nơi ngày 19 tháng 12 năm 1967 tiếp tục đi trên đất Đắk Lắc 24 km. Đường hôm nay đi dài nên khá mệt, cái miệng vẫn tiếp tục làm khổ mình và cái bụng vẫn đau âm ỉ. Hôm nay đỡ hơn không sốt nữa nên đi có phần dễ dàng. Ngày 20 tháng 12 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Đắk Lắc 10 km. Hôm nay có thể nói vấn đề gạo nước tương đối đủ dùng, kể ra thì cũng chưa phải dư dật nhưng cũng không đến nỗi lo lắng như mấy ngày vừa qua đường hôm nay ngắn, đã bắt đầu lăn tăn có dốc nhưng chưa đến nỗi gì. Hôm nay kỷ niệm 7 năm ngày thành lập mặt trận đây. Nếu ở đơn vị thì cũng xôm trò đấy chứ, nhưng ở đây tụi mình đang trên đường chiến đấu nên lấy việc thực hiện mục tiêu hành quân mà làm thành tích kỷ niệm vậy. Vấn đề thực phẩm vào cái đất B2 này kẻ ra cũng dễ sống, mấy bữa nay tụi mình ăn uống cũng khá, có cá khô, mỡ, đậu xanh, mắm tôm, đấy, trên đường hành quân mà như vậy là tươm lắm rồi ngày 22 tháng 12 năm 1967, tiếp tục đi trên đất Khmer 12 km. Hôm nay là ngày thành lập quân đội đây, nếu mình ở đơn vị thì ngày nào cũng rôm giả ra trò đấy chứ, nhưng đang còn phải hành quân chiến đấu. Tuy không cùng bên nhau chung một ấm trà, ăn kẹo, hút thuốc thơm, không có thịt bò, thịt heo, món này món nọ, không có khẩu hiệu nhưng cũng rất tự hào được nối bước ra đi tiếp theo những bước chân mà 23 năm trước đây, những người anh hùng chúng ta đã dương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc mà đạp bằng mọi khó khăn gian khổ coi thường hiểm nguy ra đi vì nghĩa lớn hôm nay ta đi bước chân rầm rập trong đội ngũ mà tưởng như đang hòa cùng những bước chân lịch sử ngày xưa nơi tân trào vậy nhân ngày kỷ niệm lịch sử này ta nhắc lại lòng ta hãy luôn luôn tu dưỡng rèn luyện trở thành một quân nhân cách mạng ưu tú của quân đội nhân dân anh hùng ta sẽ đi đi mãi đi cho đến ngày nước nhà thống nhất và chủ nghĩa cộng sản thành công trên tổ quốc việt nam tươi đẹp ngày 23 tháng 12 năm 1967 tiếp tục đi trên đất Khmer 15 km. Đường hôm nay tương đối dốc, kẻ thì cũng không bằng dốc Quảng Bình nhưng so với ở đây thì cũng đủ mệt. Tối hôm qua cái bà sốt xét lại đến vận mình một trận nữa, đến sáng mình vẫn ra đi nhưng đến khi leo cái dốc cuối cùng thì mình mệt không thở được nữa, lên đến đỉnh dốc đành phải nghỉ lấy sức chứ không tài nào bước tiếp được. Tuy bị sốt nhưng mình vẫn tích cực ăn cơm. Mấy hôm nay người mới kha khá được tí thì bữa nay nó làm một trận sạch trơn, người lại xanh và gầy. Ngày 24 tháng 12 năm 1967 tiếp tục đi trên đất Khmer 20 km. Đường hôm nay có xa hơn hôm qua nhưng hôm qua không sốt lại tầm bổ một bát sâm và một viên tăng lực nên không đến nỗi mệt lắm. Đường vẫn tiếp tục dốc, nghe đâu còn 3,4 ngày dốc gì nữa thì hết. Đích cuối cùng cũng sắp đến rồi, dù bất cứ giá nào thiết kế cũng đi đến đích hôm qua đã phải gửi lại cậu phim lại A7 rồi. Ngày 25 tháng 12 năm 1967, tiếp tục đi trên biên giới Việt Miên 10 km. Đường hôm nay không dài chỉ nhiều dốc thôi, dốc không cao lắm nhưng leo cũng khá mệt. Tối hôm qua mình lại sốt nên người mệt hết chỗ nói, đến nơi, lăn mình trên chiếc võng mình nằm mê man, đầu đau như búa bổ, nặng như đeo đá không ngóc lên được, mồm lại đắng như bổ hòn lại thêm dọc lở hai mép nữa mới khổ chứ mình cố ăn nhưng không tài nào ăn được một tí gì cả, mình hy vọng ngày mai nghỉ sẽ khỏe lại, chẳng nhẽ bao. Như ngày rồi cố được bây giờ còn hơn chục ngày nữa đành quỷ sao. Ngày 26 tháng 12 năm 1967 vào trạm xá. Bệnh tình đã không khỏi mà ngày càng nguy kịch thêm. Mình tự kiểm tra lại sức khỏe tinh thần, mình thấy rằng tinh thần quyết tâm vẫn tốt nhưng về sức khỏe thì đã quá yếu rồi, đến mức không còn gượng được nữa. Người mình gầy tọp hẳn đi, da xanh như tàu lá, tay chân chỉ còn thấy da bọc xương duy chỉ còn đôi mắt trong sáng và nụ cười tươi vui mà thôi đứng trước cơ thể như thế này mình quyết định vào trạm xá mấy ngày cuộc sống ở bệnh xá khi chưa bước chân đến mình tưởng đâu vào bệnh xá sẽ được tươm tất ít ra cũng có chiếc sạp nằm ăn uống tươi một chút bây giờ bước chân vào trạm xá thì ngã ngửa ra là mọi việc đều ngược lại cũng căng võng để nằm nếu ăn cháo thì gạo nấu với đậu xanh muối bỏ không đủ mặn đồng chí có hỏi xin muối thì sẽ được trả lời tiêu chuẩn có thế thôi. Còn cơm thì ăn với mắm tôm kho nước hoặc cá khô kho nước, bữa này sang bữa khác cũng chỉ thế thôi. Đã ba ngày nay không bữa nào ăn hơn một bát cơm cả. Sống ở bệnh xá mới chỉ có 5 ngày mà sao nghe nó ngán ngầm hết chỗ nói. Về tổ chức thì luộm thuộm, tinh thần phục vụ thì kém, nhất là phục vụ ăn uống, về tinh thần thì không có gì cả. Thử nghĩ xem, người bệnh này ba bữa mang bát đi ăn, rồi ai lại về võng người đấy nằm cù queo, mỏi quá lại ngồi, có đi lại thì cũng chỉ luẩn quẩn trong mảnh sân diện tích không đầy 100 mét vuông. Còn ăn uống ở đây ư, thôi thì lán nào cũng có tiếng kêu ca là ăn uống kém, là không ăn trên tiêu chuẩn bệnh nhân. Mà kể ra các đồng chí ấy giả mù giả điếc ấy chứ, ai đời có 9 người mà thức ăn bữa nào cũng gần bằng 40 người cả, chưa kể họ còn tổ chức mấy bữa ăn phụ đấy. Thức ăn thì nhạt nhẽo không đủ ăn cơm, nói ra thì họ bảo là cách mạng miền Nam ai không biết là là cách mạng miền nam đang có nhiều khó khăn gian khổ nhưng đừng vin vào điều đó mà cắt xén ở đây họ nấu ra còn ăn được hay không ăn thiếu hay ăn đủ kể như không biết gì đến thử nghĩ coi người bệnh trước những sự việc như thế ai mà không chán nằm đây mà lòng mình như lửa đốt mới xa đoàn năm ngày mà sao thấy nhớ lạ nhớ cái tình cảm đầm ấm sự chan hòa ân cần mỗi khi mình ốm mệt có lúc mình tự trách sao hôm đó lại không cố gắng được chỉ còn mỗi đoạn nữa mà phải nằm lại rồi đây cuộc sống léo đéo một mình, ngày ngày cơm niu nước lọ rồi sẽ ra sao? Càng nghĩ càng thấy ngao ngán tệ, tuy hai cái đùi và tay còn khá đau vì tiêm thuốc chưa tan hết, nhưng chiều nay sẽ rời trạm xá ra an dưỡng để chuẩn bị lên đường tiếp tục hành quân. Ngày 2 tháng 1 năm 1968 sang an dưỡng. Cái nếp ở đây là như vậy, sau khi cơn bệnh đã tạm bớt thì người ta chuyển sang an dưỡng, tiếng là sang an dưỡng nhưng chỉ bằng một b trong trạm xá mà thôi. Sang đây chế độ ăn uống vẫn như cũ không có gì thay đổi, chỉ có thêm mấy tiết mục sau đây, sáng tập thể dục, ban ngày cuốn võng lại, giờ hành chính đi đào công sự, lấy củi, giúp anh nuôi. Ngày này sang ngày khác cứ đều đặn như vậy cho đến hôm nào đó người ta liên hệ với chạm sẽ cho ra từng đợt. Mình mới sang hai mông còn đau điếng, cái tay lại tấy, áp xe nữa mới khổ chứ, thật là người ta chỉ gây thêm bệnh cho mình, áp xe, thì ít ra cũng mất một tháng. Ông B trưởng người Nam Bộ, không biết có phải mình chưa hiểu hết ông ta không, nhưng từ khi đến cho đến bây giờ không lúc nào thấy ông ta nói một câu ngọt ngào cả, hễ mở miệng ra là thấy cao có, quát tháo. Ngày 3 tháng 1 năm 1968, trước cái tình hình đó mình quyết định dù còn đau nhưng vẫn cứ xin ra đi. Và thế là chiều nay mình xin ra chạm cùng cậu Minh Đoàn A. Cũng may là hai đứa mình ra lẻ nên được lãnh gạo và thực phẩm ở trạm xá chứ không thì cũng phải đi lấy gạo xa 1 giờ 30 mà thực phẩm thì không có gì cả. Kể đi như thế này thì khá mệt đây nhưng mình quyết tâm đi. Bắt, đầu chiều nay thực hiện bài ca ống cóng rồi đây. Ngày 3 tháng 1 năm 1968, tiếp tục đi trên đất Khmer 28 km. Có thể nói hôm nay là trận thắng đầu có nhiều ý nghĩa to lớn. Đây không phải là ngày đầu tiên mới hành quân, cũng không phải là ngày đầu tiên leo dốc đi xa, càng không phải là ngày đầu tiên ốm. Nhưng nó có ý nghĩa vì suốt thời gian hành quân vừa qua, tuy có ốm suốt dọc đường nhưng mình vẫn đeo đẳng cùng đoàn với anh em. Lần này mình nằm lại chạm xá 7 ngày và hôm nay đi xa đoàn chẳng khác gì con chim lạc đàn vậy, bơ vơ đơn độc, mọi việc chỉ có bản thân tự giải quyết thôi. Hôm nay người còn khá mệt nhất là hai mông và hai cái tay, những chỗ tiêm đau nhức, mỗi bước đi là mỗi bước đau, nhất là lúc lên xuống dốc thì thật là khổ. Lại đi với cái đoàn vận tải người dân tộc, họ đi hùng hục không tài nào mà theo được, giao liên lại cho đi dài quá từ 6 giờ cho đến 1 giờ 40 mới được nghỉ nên càng mệt hơn. Đường vừa dài vì phải vượt trạm A10, lại nhiều dốc, cơ thể thì đang yếu nhưng mình đã hạ quyết tâm là đi cho bằng được, và hôm nay mình đã thắng. Ngày 4 tháng 1 năm 1968, tiếp tục đi trên đất Khmer 16 km. Đường hôm nay đi ngắn nhưng dốc cũng tương đối. Dốc lên khoảng 15 đến 20 phút thôi nhưng rất đứng, mình phải chống gối bước từng bước một, có một cái dốc xuống đi mất 40 phút, cũng may là xuống chứ không leo lên thì cũng chết, dốc xuống vừa sâu vừa dài thế mà chẳng có bậc gì cả, nên đi khó hết chỗ nói. Mình hỏi giao liên sao không làm bậc thì đồng chí ấy trả lời là đường đi thay đổi luôn nên không có nhân công làm bậc. Nghe nói cũng có lý đấy chứ. Chân và tay còn khá đau nhưng mình cũng đã đi được ngày 5 tháng 1 năm 1968 tiếp tục đi trên đất Phước Long 12 km. Hôm nay đi thiệt mệt hết chỗ nói, có thể nói là leo dốc liên tục từ đầu đến cuối ngày, cũng may là đường ngắn chứ không thì chết dở. Người mình hôm nay tương đối khỏe, đi không thấy mệt lắm, có lẽ cũng nhờ uống lọ sâm liên tiếp mấy hôm nay. Chỉ tội hai cái mông và hai cái tay còn khá đau nên đi cũng còn vất vả, lên hoặc xuống dốc nó đều đau cả, hai chân nhiều lúc như ì ra không còn điều khiển được. Còn hai cái tay mình trầm nước nóng liên tục thế mà nó vẫn đau tệ, đã thế lại phải mang nặng nữa mới khổ chứ, mỗi lần nhấc ba lô là mỗi lần đau nhói. Nhưng tất cả đều không ngăn được quyết tâm của mình, ngày 6 tháng 1 năm 1968, đi lính gạo. Cái đời đi lẻ cũng khổ, nếu đi cùng đoàn thì anh em đã đi lính hộ rồi chứ ít khi mình phải đi lắm. Còn bây giờ không đi thì chẳng ai đi lính cho mà ăn, thế là xa gần gì cũng phải đi. Hôm nay đi lính đường xa hơn 2 tiếng đồng hồ tưởng được đường bằng, đằng này leo dốc mệt thấy mẹ. Tính ra còn mệt hơn cả một bữa hành quân nữa. Lần này lính 8 ngày gạo và 10 ngày thực phẩm, kẻ ra thì mang cũng nặng đây. Ngày 7 tháng 1 năm 1968, tiếp tục đi trên đất Phước Long 12 km. Đường hôm nay ngắn nhưng leo hai cái dốc cũng khá mệt, mở mắt ra khỏi trạm đã leo sơ một cái dốc mất 30 phút thiệt mệt hết chỗ nói, hôm nay lại mang nặng nữa mới khổ chứ, thêm 8 ngày gạo và 10 ngày thực phẩm tức thêm gần 10 kg nữa mình nhờ lọ sâm và còn ít tăng lực chứ không thì chuyến này gay gâu. Tối qua ăn được bữa chè đỗ đỏ nấu với sữa ngon ghê, lại được bữa rau sống cậu đắc xin ở trạm về nữa. Ngày 8 tháng 1 năm 1968, tiếp tục đi trên đất Phước Long 18 km. Tối qua tiếp tục ăn chè đỗ, rau sống, uống sâm, sáng ngầm tăng lực mà hôm nay đi vẫn thấy mệt hết chỗ nói, mệt hơn 3 ngày vừa qua, có lẽ vì đêm qua mình bị đau bụng, hôm nay đi đường lại dài và nhiều dốc dốc gì mà dốc liên tục, cứ lên xuống lên xuống mãi mà dốc ra dốc, mình thở không được nữa, chân tay mỏi như nặng như đeo đá nhấc không lên, ngực tức mồm đắng, mồ hôi chảy ròng ròng, thiệt những lúc như thế này nếu không có chất cộng sản thì chắc quỷ xuống mất. Cuộc đời của anh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam nghĩ cũng. Hay hay, một chiếc băng gô, một ống bơ, một chiếc giá con, tất cả đồ nghề nội trợ của anh ta là thế đó, đến đâu cũng căng võng mắc tăng chuẩn bị chỗ ngủ, rồi kiếm trẻ đóm và anh tự nấu mà ăn cuộc sống vừa đơn giản lại vừa tế nhị, thế nhưng anh ta vẫn cười vui phấn khởi một cách lạc quan. Chỉ từng đó thôi cũng đủ để kẻ thù kính sợ. Ngày 9 tháng 1 năm 1968 tiếp tục đi trên đất Phước Long 12 km. Đường hôm nay không dài lắm, dốc cũng ít thôi, chỉ có hai cái đáng kể, một cái lúc xuất phát và một cái lúc đến chạm nhưng sức mình hôm nay thấy yếu nên đi cũng khá mệt, đi được hai tiếng người lại gây gây muốn sốt, đau đầu, thế là mình làm luôn hai viên Nivaquin và hai viên Aspirin đắp chăn nằm mồ hôi vã ra thấy đỡ đỡ. Mồm hôm nay ăn chả thấy ngon gì cả, ăn tí cá khô nướng mà nghe đắng ngắt. Ngày 10 tháng 1 năm 1968, tiếp tục đi trên đất Phước Long 12 km. Đường hôm nay vừa ngắn vừa dễ đi nên tụi mình đến trạm tương đối sớm, mới 9 giờ 30 thôi. Sáng nay ăn cơm vẫn chả thấy ngon nhưng nhờ hôm qua uống bát sâm và sáng nay ăn viên tăng lực nên cũng không đến nỗi mệt lắm nghe đồng chí ở trạm nói còn bốn ngày nữa đến chỗ tập kết cũng mừng mừng, mà cái mừng trước hết là đường đi hết sốc. Hôm nay cậu đắc tương đối mệt, không đi kịp, cậu ta cáu cả với anh em khỏe đi trước, cậu ta bảo, đi đâu mà các ông đi như ngựa thế, thế mà bảo là ăn không được. Mệt thì đi sau, khỏe thì họ đi trước có gì mà cũng cáu, thế mới lạ. Ngày 11 tháng 1 năm 1968, tiếp tục đi trên đất Phước Long 20 km. Hôm nay đi khá mệt vì tối qua mình lại sốt, sáng nay lại vượt x2 đi thẳng đến x3 luôn nên mệt tệ, tưởng là vào đây hết dốc thế mà vẫn còn, tuy dốc không cao lắm, 4 phút 5 phút thôi, nhưng sức bây giờ yếu rồi nên vẫn thấy mệt, đường bằng thì đi mấy cũng được, còn đường dốc thì leo mấy bước đã thấy mệt lắm rồi. Ngày 12 tháng 1 năm 1968 nghỉ lại x3. Đáng lẽ hôm nay đi ca một nhưng mệt quá nên mình nằm nghỉ lại đây mai đi, nghe đâu còn hai ngày nữa thì đến khu tập kết một, đoàn mình hiện nay vẫn còn ở đấy cố gắng đuổi kịp cho đỡ buồn đỡ vất vả chứ cứ léo đéo đi sau thế này khổ lắm. Ngày 13 tháng 1 năm 1968 tiếp tục đi trên đất Phước Long 12 km. Hôm nay tiếp tục đi vào ca 1, hôm qua nghỉ lại nên hôm nay đi tương đối khỏe, nhưng phải nói là không có lọ sâm cũng gay gâu. Bữa nay cũng có vài cái dốc chừng 15 phút trở xuống, chẳng biết tại sao ăn chả thấy ngon, mình chỉ thấy thèm ngọt thôi. Đến ca một lúc 12 giờ, mình đề nghị vượt luôn về đoàn đi chừng hơn 3 tiếng nữa nhưng giao liên họ không dẫn, họ bảo đường tự đi lấy nhưng mình không đi, dại gì mà đi nếu có chuyện gì chẳng ai chịu trách nhiệm cả. Thôi cứ nằm nghỉ lại mai đi cho đàng hoàng, ngày 14 tháng 1 năm 1968, tiếp tục đi trên đất Phước Long 12 km. Hôm nay tiếp tục đi về nơi tập kết một đây, chiều hôm qua nó lại vận mình một trận như tử, sáng nay các tướng giao liên lại đưa đi lạc mất tiếng đồng hồ, vừa mệt lại vừa đi lạc, mình tức hết chỗ nói có phải đường nó lắt léo gì mà lạc cho đáng, đằng này đường thông thống ra đấy, đồng chí trạm trưởng đã chỉ cho mình từ hôm qua, mình đã gạn hỏi rồi thế mà cậu ta cứ nhắm mắt dẫn đi. Đến đường thì gặp ô tô đưa cậu Thanh đi vào bệnh viện vì đau bụng đột ngột. Cũng may là mình vừa về, về gặp lại anh em cảm thấy nó ấm cúng như đi lâu ngày trở lại gia đình vậy. Ngày 18 tháng 1 năm 1968, nghỉ lại ở Bà Giá. Bà Giá là đất có tiếng thiêng nước độc, nơi mà trước đây bọn thực dân Pháp đã từng đài ải những đồng chí cách mạng chúng ta, nơi mà ai đến đây cũng sốt rét. Đoàn mình về đây mấy ngày nay đã đi viện mất năm đồng chí rồi và ngày mai sẽ đi hai cậu nữa, những cậu trước đây chưa ốm thì lần này cũng bị quật ngã cả. Còn mình về bốn ngày nay chưa thấy hiện tượng gì, chưa biết nó có vận mình không đây. Nghỉ không làm gì mấy hôm đầu đi tắt suối bắt cá, cua, bây giờ đi hàng tiếng đồng hồ cũng không còn chỗ nào. Để tắt nữa, cơm dạo này ăn yếu rồi, sáu người năm bát gạo ăn không hết, thế là sinh ra làm bánh, thôi thì đủ thứ, bánh gói, bánh cuốn, bánh trôi, chè bột, chè đỗ, ngoài ra còn tranh thủ làm bẫy gà rừng, chim. Nghĩa là chung quanh vấn đề ăn mà cũng bận rộn suốt ngày. Cũng còn chưa biết nằm đây cho đến bao giờ mới đi được. Tình hình là cứ nằm đây thì còn đi viện nhiều. Ngày 21 tháng 1 năm 1968 đau lưng. Mấy hôm nay đoàn mình vẫn ăn dầm nằm rè ở đây, ở cái đất bà giá độc địa này sức khỏe của mình có khá hơn trước béo ra ăn khỏe duy chỉ có một điều là ngủ được rất ít cái bệnh gây ra điều này là đau lưng chẳng biết tại sao mấy ngày nay nằm ngủ sạp nó đau lưng quá đau không tài nào nằm được lăn bên nào cũng đau chẳng biết có phải do nằm võng lâu ngày quen mà bây giờ nằm sạp thẳng lưng ra nó đau thế này không nữa cũng có khả năng như thế lắm vì mình nằm võng thấy không đau mà kiểu này không biết mai về nhà sẽ tính sao đây chẳng lẽ nằm võng mãi à đau lưng, lắm bệnh kỳ dị thật, Tết mậu thân ở Bà Giá. Hôm nay đoàn mình ăn Tết ở một khu rừng thuộc đất Bà Giá, nơi dừng lại trên đường hành quân nhận nhiệm vụ. Ăn Tết năm nay trên cho chúng mình mỗi đứa 25 đồng tiền miền Nam, nghe 25 đồng tưởng lớn lắm, nhưng thực ra một bao thuốc lá đã mất 17 đồng rồi. Tuy ít ỏi nhưng chúng mình cũng tổ chức tương đối, không có bánh trưng xanh, thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ nhưng cũng có xôi chè bánh đa, chè làm tự tạo, cũng trà thuốc, kẹo lạc, cũng có cá rán kho dưa chua đàng hoàng, cũng rượu trắng con mèo, thuốc lá a ra, con ba, gâu A. Cũng lơ khơ cờ người, cũng cờ cũng hoa. Chúng mình đón Tết với tất cả vật chất tinh thần như vậy đó, kể cũng khá tươm đấy chứ. Mình đã quen đón Tết trong đại gia đình quân đội mười mấy năm nay rồi, thế mà mỗi lần Tết đến trong lòng vẫn bâng khuâng nhớ nhung gia đình, quê hương gia giết. Nhớ những cái Tết tuổi thơ theo cha mẹ về thăm nội ngoại. Nhớ từng con đường, từng nơi cúng bái, rồi đến Hà Nội, đến Kim Dung và Hồng Sơn thân yêu. Tất cả kỷ niệm xa xưa diễn lại êm đềm sao xuyến trong ký ức của ta. Năm nay Tổ quốc ta ăn Tết hai ngày, miền Bắc ăn Tết ngày 29 còn miền Nam ăn Tết ngày 30. Một nước ăn Tết hai ngày khác nhau, nghĩ càng đau lòng. Ta phải xông lên diệt hết kẻ thù cho hai miền Trung ngày Tết nhất. Thằng giặc năm nay thật đều cáng mà cũng nói lên cái hoảng sợ của chúng. Mặt trận ngừng bắn 7 ngày, thì chúng tuyên bố hai ngày rồi rút xuống 36 giờ rồi hủy bỏ lệnh ngừng bắn từ vinh vào đến bình định và trên thực tế thì không ngừng ở đâu cả vỏ quyết dày có ngọn tay nhọn quân dân miền nam đã cho chúng những bài học đích đáng ở khắp nơi đà nẵng quốc sơn quy nhơn nha trang mỹ tho tây nguyên tết này là tết chiến đấu và chiến thắng như bác hồ kính yêu đã nói xuân này hơn hẳn mấy xuân qua thắng giặc tin vui khắp nước nhà nam bắc thi đua đánh giặc mỹ tiến lên toàn thắng ắt về ta ngoặc kép, ngày 2 tháng 1 năm 1968 cả miền Nam sốc tới. Hai hôm nay nghe tin chiến thắng qua đài phát thanh Hà Nội và đài giải phóng truyền đi mà hà lòng hà giả. Để trả lời sự ngu xuẩn mà bè lũ đế quốc và bè lũ tay sai hủy bỏ lệnh ngừng bắn trắng trợn, phá hoại lệnh ngừng bắn 7 ngày của mặt trận, phá hoại phong tục cổ truyền của dân tộc ta, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã ra lệnh cho quân và dân toàn miền Nam sốc tới tiến công quân thủ thế là báo lửa đổ xuống đầu Mỹ Thiệu Kỳ làm chúng không kịp trở tay, không ngóc đầu dậy được. Mở đầu là miền Trung Trung Bộ ngày 30, và đến 2 giờ ngày 31 thì toàn miền Nam ào ào sông lên diệt thù. Ba thành phố lớn, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng rền vang tiếng súng. Sứ quan Mỹ, nhà cảnh sát, cơ quan hỗn hợp sân bay Tân Sơn nhất bị đánh tơi bởi. Quân dân đã chiếm thành phố, cờ mặt trận tung bay trên cột cờ thành phố. Một đặc điểm mới là lần này toàn miền Nam đã nhất tề sông lên đánh sâu vào các nơi xào huyệt, vào các thành phố, thị trấn thị xã, chỗ dựa của địch. Đây là thắng lợi to lớn nhất từ trước đến nay của quân và dân ta, là thất bại nặng nề nhất của Mỹ Thiệu Kỳ từ trước đến nay. Trong đợt đấu tranh này những tổ chức chính trị mới ra đời. Mặt trận Liên minh Dân tộc Dân chủ Hòa Bình, Bộ Chỉ huy Quân đội Cách mạng, họ tuyên bố, đánh đổ Thiệu Kỳ, xây dựng miền Nam độc lập, hòa bình, trung lập yêu cầu Mỹ và các nước chư hầu rút quân, hiệp thương với các mặt trận dân tộc giải phóng. Qua đó mình hiểu ngầm là trong những tổ chức đó đã có sự kết hợp của ta. Đây chưa phải là trận thắng lợi cuối cùng kết thúc chiến tranh, nhưng đây là bước nhảy vọt của cách mạng miền Nam, tạo điều kiện hết sức thuận lợi để giành lấy thắng lợi hoàn toàn. Chiến sự hiện nay vẫn đang tiếp diễn. Đáng lẽ bốn ngày nữa đoàn mình mới hành quân nhưng tình hình thay đổi nên sáng nay đoàn mình tiếp tục lên đường. Hôm nay đi gần thôi, mất 2 giờ 30 Tuy vậy vẫn thấy mệt vì lâu nay nghỉ mà. Cậu ánh lại sốt, mình phải mang hộ gạo nên càng mệt thêm. Hôm nay cái bụng lại đau mới tệ chứ. Ngày 3 tháng 2 năm 1968, tiếp tục hành quân 20 km. Hôm nay đi 5 giờ liền lính ta kêu ca dữ quá, chẳng là ít đi thời gian qua mà. Sức khỏe mình vẫn bình thường, tình hình chiến sự miền Nam vẫn tiếp diễn, quân dân miền Nam vẫn liên tiếp chiến đấu và chiến thắng. Tin tức bay về vẫn thôi thúc chúng mình ngày 4 tháng 2 năm 1968, tiếp tục hành quân 20 km. Kể ra đoạn đường này như vậy chưa phải xa lắm so với những đoạn đường đã đi thời gian qua, nhưng bây giờ sức khỏe đã giảm sút nên đi như vậy đã thấy khá mệt rồi. Ngày 5 tháng 2 năm 1968 tiếp tục hành quân 15 km. Hôm nay ngày thứ tư hành quân mà gạo trên lưng mình chẳng giảm tí nào, chẳng là trong hai phân đội có cậu ánh và cân ốm, thế là phải giải quyết số gạo của hai cậu ấy. Vị trí tập kết cuối cùng, đáng lẽ còn đi hai ngày nữa mới đến vị trí tập kết cuối cùng, nhưng bây giờ chạm tập kết lại chuyển ra đây, thế là tụi mình nằm đây nhận nhiệm vụ. Mới đến đã nghe có đoàn cán bộ nhận chúng mình rồi. Nghe cũng mừng, mừng là sắp được về đơn vị, mừng là sắp hoàn thành nhiệm vụ hành quân gian khổ dài ngày, mừng là sắp bước vào chiến đấu cùng đồng bào miền Nam ruột thịt. Thế là mọi thủ tục bàn giao giấy tờ đã làm xong. Ở đây mình gặp lại anh Tấn, chính trị viên đi nhận quân cùng quê, anh ta ở trạm Đà Nẵng và cậu lạn ở Đại Quang. Đối với chúng mình, những đứa con xa quê hương này, tình cảm đồng hương sao mà mặn mà gắn bó quá. Anh tấn đãi mình một ca nước cam và một nửa củ mận gừng ngon quá. Hôm nay đơn vị đi nhận gạo, thực phẩm và sinh hoạt phí để chuẩn bị lên đường về đơn vị. Ngày 8 tháng 2 năm 1968 tiếp tục hành quân về đơn vị 30 km. Hôm nay đi vượt trạm K7 vào K8 nên chúng mình xuất phát từ lúc 15 giờ kém 15. Bữa nay ai cũng mang nặng cả, chẳng là mới nhận thêm súng đạn mà, cứ tính đầu người mà nhận mỗi người một khẩu AK hoặc B40, súng K54 không kể. Thôi thì lính ta kêu ca về mang nặng, cậu nào cũng tưởng là đến vị trí tập kết cuối cùng thì sẽ bàn giao vũ khí trang bị cho nhẹ té ra bây giờ không những không bước đi mà còn nặng thêm nữa chứ. Suy ra bụng mình cũng như vậy nhưng vấn đề là có đấu tranh được hay không thôi. Nghĩ cho cùng thì đây cũng là một chủ trương đúng đắn một là đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trên dọc đường và khi về vị trí, hai là bổ sung thêm vũ khí cho đơn vị. Bữa nay đi theo đoàn khiêng thương thiệt mệt hết chỗ nói, đi thì 1 giờ 20 mới được nghỉ, mang lại nặng, đường thì dài, đi từ 15 giờ mà đến 2 giờ ngày 9 tháng 2 mới đến bãi. Có thể nói toàn thân ê ẩm hết, hai chân mỏi như bàn chân rác, đầu gối nhức, đùi và mông đau. Vai rác, lưng rác, thiệt là một thử thách lớn, lại thêm cái, tội khát nước nữa chứ khát cháy cả cổ, khi chuẩn bị hành quân mình đã biết điều làm bốn bát liền thế mà mới sau 3 tiếng hành quân, vì đồng đá sạch trơn, khát quá đành phải uống nước lạnh lọc thuốc vậy thôi, uống nhưng mình vẫn sờ sờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại.